Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Lễ vinh danh nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017. Làm sao để cá tra Việt Nam vào được cánh cửa hẹp của Mỹ? Từ Boston đến bài học cho ngành bán lẻ Việt Nam. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục Khởi nghiệp qua câu chuyện của Đoàn Công Chung, chàng trai 9X với phát minh công nghệ tạo sự đột phá. Thưa quý vị, vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ vinh danh nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017 do người đi làm bình chọn tại khảo sát cùng tên. Đây được xem là một trong những sự kiện nhân sự lớn nhất với sự quy tụ của hơn 600 CEO và giám đốc nhân sự đến từ các công ty hàng đầu Việt Nam. Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam vừa được công ty chuyên lĩnh vực nhân sự Alphabet và công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam công bố. Danh sách năm nay có nhiều sự thay đổi trong top dẫn đầu. Công ty Vinamilk năm 2016 chỉ đứng ở vị trí thứ hai, thì năm nay đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp đó là Nestle Việt Nam, Viettel, Vietcombank, Coca-Cola là những doanh nghiệp được người đi làm đánh giá cao. Thì để công ty hoạt động có hiệu quả thì phải có nguồn nhân lực tốt. Mà để có nguồn nhân lực tốt thì họ phải say mê và có môi trường làm việc tốt để cho họ thể hiện sự đam mê và cống hiến. Thì chúng tôi cố gắng rất nhiều để tạo ra được một cái môi trường làm việc tốt và thể hiện qua cái sự đánh giá của cái khảo sát nơi làm việc tốt nhất của Việt Nam. Ở hạng mục thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất được trao cho các doanh nghiệp nội có nhiều tiến bộ trong việc gia tăng sức hấp dẫn như VP Bank, Thành Thành Công, Thế Giới Di Động. Hạng mục này được bình chọn với các tiêu chí lương, thưởng, phúc lợi. Kết quả của khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam luôn luôn do người đi làm bình chọn. Và mỗi một doanh nghiệp sẽ được đánh giá trên 4 tiêu chí. Thứ nhất là người đi làm trong ngành của họ có biết đến doanh nghiệp họ hay không. Thứ hai là họ có quan tâm làm việc với doanh nghiệp đó trong tương lai hay không. Thứ ba, họ có nghĩ là doanh nghiệp bạn là cái nơi làm việc lý tưởng mà họ muốn tham gia hay không. Và cuối cùng là họ có sẵn sàng nộp đơn ứng tuyển cho bạn hay không. Bảng xếp hạng là kết quả của khảo sát độc lập nhằm ghi nhận ý kiến khách quan từ hơn 62.000 người lao động và 50 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các CEO và giám đốc nhân sự từ các công ty hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, startup là con đường đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội. Vấn đề là bản thân có dám chấp nhận thử thách và biết tìm cách để vượt qua các thử thách đó để tiếp tục tồn tại hay không. Vấn đề này đã được các chuyên gia nhấn mạnh tại buổi Startup Talk hướng đi cho startup Việt Nam trên đấu trường quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tại buổi nói chuyện về hướng đi cho startup Việt Nam trên đấu trường quốc tế, ông Edward Jung, đồng sáng lập Windows NT, người nằm trong top 12 nhà phát minh trong lịch sử thế giới cho biết, rất nhiều người nghĩ rằng nhà nước ít quan tâm đến các startup, nhưng theo ông nghĩ đây là quan điểm sai lầm. Tại các nước trên thế giới, nguồn quỹ khởi nghiệp của nhà nước đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp startup thành công. Lời khuyên của ông Edward Jung là các dự án khởi nghiệp bắt đầu bằng những ý tưởng nhỏ tại những thị trường nhỏ, sau đó phát triển lớn hơn và việc nhìn thẳng vào thất bại là một điều bắt buộc để phát triển. Sứ mệnh của tôi ở đây là để tìm hiểu cộng đồng startup ở Việt Nam và sau đó là tìm ra các ý tưởng để kết nối toàn cầu, để hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả các startup đều có những khó khăn, chúng ta phải cùng ngồi lại để vượt qua những khó khăn đó, hướng đến sự phát triển chung. Việt Nam có rất nhiều nhân tài, rất sáng tạo. Vấn đề là các bạn cần học hỏi thêm các kinh nghiệm từ những startup đã thành công trong nước cũng như thế giới. Startup chúng ta được hình thành lên mà không tạo ra được những cái sản phẩm mang lại giá trị thật cho khách hàng thì chúng ta sẽ thất bại rất nhanh. Cho nên đã làm startup, đã làm doanh nghiệp nói chung thì phải đi vào thực chất. Trong những năm vừa qua là những năm chúng ta tạo sự quan tâm, tạo cái nền tảng. Rồi năm nay là năm mà có thể là các bạn trẻ, các người đang có cái ao ước, có nguyện vọng khởi nghiệp thì năm nay sẽ là năm mà họ sẽ mạnh dạn để mà bước qua cánh cửa đó để mà tạo nên những cái doanh nghiệp của riêng mình. Theo các diễn giả đến từ nước ngoài, Việt Nam dù có sự phát triển kinh tế thấp hơn một số quốc gia trên thế giới, nhưng lại là sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều cơ hội khác khi mà các nhà đầu tư quốc tế có nhìn nhận rất tích cực về thị trường Việt Nam. Đồng thời các diễn giả cũng nhấn mạnh đến các startup Việt Nam phải luôn kiên định với con đường họ đã chọn, biết chấp nhận thử thách và tìm kiếm bài học trong đó để tồn tại.
Khởi nghiệp có nhiều rủi ro, những điều đó rất đáng để các startup Việt Nam có thể vươn rộng ra thế giới. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 13 và đưa ra mức thuế chống bán phá giá là từ 2,39 đô la Mỹ trên 1 kg đến 7,74 đô la Mỹ trên 1 kg cho cá tra ba sa của Việt Nam. Đây được xem là mức thuế chống bán phá giá cao kỷ lục của Mỹ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trước tình hình này, thì các bộ ngành liên quan cùng với Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu đã bắt đầu thảo luận các phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp Việt. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận ngay sau đây. Theo Bộ Công Thương, đây là các mức thuế rất cao và không khách quan, mang tính bảo hộ quá mức. Do vậy, Bộ đang đề nghị phía Mỹ xem xét điều chỉnh lại cách xác định mức thuế đối với các công ty liên quan của Việt Nam trên nguyên tắc khách quan, tuân thủ quy định của WTO, công bằng cho tất cả các bên liên quan. Về phía Hiệp hội BASEP thì chúng tôi hết sức là phản đối cái kết quả này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ phải xem xét lại hồ sơ của các doanh nghiệp để có được một cái mức thuế cho nó xác đáng hơn. Và thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đang cùng với các doanh nghiệp nghiên cứu về các cái yếu tố pháp lý để trên cơ sở có thể tiến hành khiếu kiện cái kết quả này lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để trong cái việc xem xét lại cái hồ sơ của các doanh nghiệp và có được một cái mức thuế cho nó công bằng hơn trong cái thời gian sắp tới. Rào cản luôn là vấn đề lớn mà các doanh nghiệp sẽ đối mặt trên con đường hội nhập. Cánh cửa vào Mỹ không hoàn toàn khép lại khi các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam kiên trì đàm phán, thuyết phục khách hàng, luôn đáp ứng được các yêu cầu bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về tiêu chuẩn chuỗi sản xuất và khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm cá da trơn Việt Nam. Những điều này sẽ là cơ sở tốt cho những kỳ xem xét hành chính sắp tới của Mỹ. Một hướng đi khác nữa cũng đang được nêu ra cho các doanh nghiệp thủy sản Việt, đó là chuyển hướng đẩy mạnh phát triển các mặt hàng không nằm trong phạm vi áp thuế chống bán phá giá của Mỹ. Do những rào cản của thị trường Mỹ, thời gian qua nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển hướng xuất khẩu đổi lên là thị trường nhập khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam. Đây là ghi nhận mà chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị trong chương trình của tuần sau. Thưa quý vị, những ngày qua, từ khóa boxing đang trở thành tâm điểm của dư luận khi công bố đóng cửa thêm một trung tâm mua sắm. Câu chuyện chậm thay đổi của một nhà bán lẻ có quy mô lớn nhất nhì tại Việt Nam đang minh chứng cho thị trường tiềm năng nhưng vô cùng khốc liệt này khi đang được quyết định bởi hành vi của chính người tiêu dùng. Paxson mang mô hình bách hóa tổng hợp Department Store đầu tiên tới Việt Nam với chiến lược bán hàng hiệu cao cấp cho những khu vực đắc địa tại trung tâm thành phố. Trong giai đoạn 2005 đến 2010, đơn vị này đã có những tháng năm rực rỡ tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2011 trở đi, mô hình kinh doanh theo hướng này bắt đầu bộc lộ một vài nhược điểm, nhất là khi hình thức trung tâm mua sắm kiểu mới Shopping Mall xuất hiện, sở hữu đa chức năng phục vụ nhu cầu từ mua sắm đến giải trí. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở thế giới cũng vậy. Cái mô hình department store gần như là nó không còn phù hợp nữa so với cái nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Và bên cạnh đó, song song đó thì cái mô hình về thương mại điện tử là cái phần mà tác động khá mạnh đến cái thị hiếu tiêu dùng, và tất cả mọi người đều có thể là sử dụng cái công cụ này để mà bán hàng qua đó, và nó ảnh hưởng chính nhiều đến những cái trung tâm thương mại, đặc biệt giống như là Paxson chẳng hạn. Từ câu chuyện của Paxson đã mang đến một bài học lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam, đó là phải nhìn nhận được nét đặc thù riêng của khách hàng Việt Nam để có thể đi trước, đón đầu và nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời còn có sự linh hoạt và đa chiến lược trong bán lẻ và phương pháp bán lẻ. Tăng thêm những cái lợi tiện ích khác và mở rộng nhiều hơn, và thêm những kênh bán hàng online chẳng hạn. Một mặt khác thì họ cũng có thể điều chỉnh lại là bán thêm nhiều cái mặt hàng khác ở những phân khúc cho tầm trung và tầm thấp nữa chứ không phải cao cấp không. Mặt khác thì họ cũng nên cải tiến cái cách quản lý cũng như là những cái cách thức để mà họ làm sao cho tiện, thật tiện cho khách hàng, và nên có cái điều tra chọn mẫu trong cái hệ thống khách hàng của mình. Cùng với đó, việc người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quen thuộc với việc sử dụng Internet, thiết bị điện tử cũng như xu hướng thanh toán bằng thẻ tín dụng, sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu là những yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp cần nắm bắt khi đẩy mạnh phát triển bán lẻ qua thương mại điện tử. Thực tế cho thấy những thương hiệu bán lẻ đang thành công đều đang thể hiện sự linh động, rõ nhất là việc ra đời những trung tâm mua sắm gồm cả hai hình thức siêu thị bán lẻ hàng hiệu và trung tâm mua sắm tổng hợp.
các doanh nghiệp bán lẻ nên kết hợp linh hoạt giữa mua sắm với giải trí, ẩm thực để tạo sức hút khách hàng. Ngoài ra, sự cung ứng bán lẻ các mặt hàng vừa cao cấp vừa bình dân được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Thưa quý vị, ngành lâm sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Để thực hiện được mục tiêu này thì việc xây dựng vùng nguyên liệu bền vững được các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Song song đó, ngành cũng tập trung đổi mới công nghệ để phù hợp với sự phát triển trong thời đại mới. Năm 2017 được xem là một năm thành công của xuất khẩu lâm sản Việt Nam khi lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Có rất nhiều yếu tố tạo ra động lực phát triển cho ngành lâm sản như sự năng động của các doanh nghiệp, lợi thế về yếu tố đầu vào, vị trí địa lý với hệ thống cảng biển phát triển tạo ra những thuận lợi trong việc giao thương. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu lâm sản trên thế giới cũng có nhiều chuyển biến, tạo thuận lợi để ngành lâm sản Việt Nam phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thì ngày càng hoạt động sản xuất với cái năng suất lao động tốt hơn, tổ chức quản trị tốt hơn. Thì trong những năm vừa qua đấy thì chính phủ Trung Quốc có những cái định hướng phát triển không còn tập trung cho những cái ngành mà lạm dụng lao động, đặc biệt là trong đó có ngành chế biến gỗ. Vì thế đây cũng là một trong những cái điều kiện khách quan nhưng mà nó lại đem đến cái thuận lợi cho cái thị trường Việt Nam chúng ta. Theo các chuyên gia, thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2018 là thị trường Mỹ, Nhật, EU. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi về thị trường, ngành lâm sản cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức lớn khi các thị trường khó tính luôn đòi hỏi các quy trình nghiêm ngặt về nguồn gốc gỗ. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống cần chủ động nắm bắt thông tin, kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu cũng như hoạt động sản xuất, chế biến. Cái yêu cầu của các khách hàng là cái nguồn gỗ phải là những cái nguồn gỗ hợp pháp và tốt hơn nữa là có được những cái chứng nhận đó là nguồn gỗ từ những cái sản xuất bền vững. Hợp tác với các hộ nông dân để khuyến khích họ tham gia cái chương trình chứng nhận FSC. Và trong 2 năm vừa rồi chúng tôi cũng đã có những thành công bước đầu. Cái mục tiêu chúng tôi sẽ trong 1-2 năm tới sẽ đưa lên là khoảng 10.000 hecta. Tăng cường các cái diện tích được công nhận chứng chỉ FSC là một cái cơ sở để chúng ta tạo nguồn nguyên liệu có truy xuất, đảm bảo cho cái công tác chế biến và xuất khẩu. Cái việc thứ hai nữa, đối với diện tích của 10,2 triệu hecta rừng tự nhiên thì chúng ta phải tăng cường hơn cái công tác quản lý, bảo vệ để làm sao mà nâng cao hơn cái chất lượng cái loại rừng này để đảm bảo cái vấn đề môi trường. Với mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, đòi hỏi các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, tích cực liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp. Muốn được như vậy, việc áp dụng công nghệ trong quản lý sản xuất là điều rất cần thiết. Cái đó là cái điều gần như là sống còn. Nếu chúng ta không có đưa được cái năng suất lao động tăng lên thì rõ ràng chúng ta sẽ bị đào thải thôi. Và nếu muốn đưa cái năng suất lao động lên thì chỉ có cái bằng công nghệ, bằng những cái phương pháp quản trị để mà có thể cái sản xuất mình càng ngày càng hiệu quả hơn. Ngành xuất khẩu lâm sản Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và trên đà phát triển. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần có cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức hoạt động để phù hợp với thời đại mới, đồng thời nâng cao ý thức xây dựng hệ thống trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ trong doanh nghiệp và toàn bộ chuỗi cung ứng, đưa ngành chế biến gỗ trở thành ngành sản xuất bền vững bằng nguyên liệu gỗ hợp pháp. Liều lĩnh chọn khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ, chàng trai trẻ sinh năm 1997 mong muốn thực hiện ước mơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hãy cùng chuyên mục khởi nghiệp đến với câu chuyện của Đoàn Công Chung để thấy được quyết tâm của tuổi trẻ muốn tạo ra dòng điện thoại thông minh do chính người Việt làm ra. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại miền biển Thanh Hóa, nên từ nhỏ Đoàn Công Chung đã ý thức được việc phụ mẹ gánh vác gia đình. Mỗi dịp nghỉ hè, Chung lại cùng mẹ đi bán kẹo kiếm thêm thu nhập và trang trải cho việc học của mình. Tuy khó khăn là thế nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu bé bán kẹo dạo vẫn nuôi ước mơ lớn về việc tạo ra một sản phẩm điện thoại thông minh cho người Việt. Thơm quá! Chị nướng sao mà ngon thế ạ? Đó là nhờ Nam Ngư nhãn vàng mới. Với hơn 15 loại axit amin, Nam Ngư nhãn vàng mới đậm đặc cho chất lượng vàng sánh quyền, thấm vị thơm ngon.
ngon quá. Thêm một sự lựa chọn mới cho gia đình. Nam Ngư Nhãn Vàng, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Vinsur Food. Gia đình thuần nông có hoàn cảnh rất là khó khăn, nên tôi nghĩ rằng cái yếu tố đó đã giúp thêm cho tôi để tôi vượt qua những cái sóng gió cũng như khó khăn đến thời điểm hiện tại. Một phần nữa mà cho tôi được đến thời điểm bây giờ đó là một cái ước mơ tôi nghĩ là khá là viển vông, đó là niềm ước mơ là một nhà phát minh ra một cái chiếc điện thoại. Cái ước mơ đó bắt đầu từ ngưỡng đầu lớp 11 khi tôi đang còn là một cậu học sinh cấp 3, và cho đến cuối năm 2016 là sinh viên năm 2 cũng như là đầu năm 2017 thì tôi đã bắt đầu hành trình của mình đến với Sifon. Và tôi phải trải qua, phải bỏ lại sự học vấn của tôi ở môi trường học tập nước ngoài. Sau khi tôi làm Sifon thì tôi phải bỏ lại hai cái học bổng đấy, và thực sự thì tôi rất là nuối tiếc. Ngoài ra nữa là tôi đã dừng học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thực ra thì tôi có nuối tiếc, nhưng mà cái sự nuối tiếc đấy nó đổi lại cho tôi là tôi sống được với niềm đam mê của mình, tôi là chính mình. Năm 2016, mặc dù chưa tốt nghiệp đại học, nhưng với kiến thức lập trình tự học, Trung đã được thực tập và làm việc tại các công ty lớn trong ngành công nghệ thông tin. Và với số vốn tích lũy được từ việc dạy kèm môn toán và làm lập trình viên, Trung đã mạnh dạn đầu tư vào dự án kinh doanh của mình. Chính sự táo bạo và quyết tâm của tuổi trẻ, Trung đã quyết định thành lập cho mình một công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất phần mềm. Để mở công ty thì rất là khó rồi. Và mở về một cái lĩnh vực mà nó rất là khó được ở tại Việt Nam. Về cơ sở vật chất cũng như là nguồn nhân lực và cơ chế sản xuất về công nghệ thì nó rất là khó. Và cái nguồn vốn đấy cũng là một cái sự cực kỳ khó khăn và gần như khó khăn nhất khi tôi hành trình của tôi đến với Sifon. Thì thực ra thì tôi nhận được khá là nhiều học bổng, và từ cái học bổng đấy thì tôi tiết kiệm được một khoản tiền, cũng như là tiền tôi đi từ làm từ rất là sớm, dọn bát, dạy học, bưng bê cà phê đến như lập trình, thì số vốn tiết kiệm của tôi là khoảng 500 triệu. Thì tôi đã lấy 500 triệu đó, tôi đi vay ngân hàng cũng như là tôi thuyết trình trước ngân hàng để tôi có thể vay một số tiền lớn hơn. Và chúng tôi đã làm được một điều mà tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng làm được, đó là thuyết phục được nhà đầu tư cho chúng tôi với số vốn lên đến hàng tỷ đồng. Khởi nghiệp luôn gắn liền với khó khăn và thử thách, đặc biệt Trung còn khá trẻ, kinh nghiệm trong thương trường chưa nhiều. Nhưng với niềm đam mê của mình, năm 2017, chàng trai trẻ sinh năm 1997 vẫn quyết tâm dấn thân vào lĩnh vực công nghệ để tạo ra một dòng điện thoại thông minh của riêng mình. Để làm được như vậy, Trung đã đi qua rất nhiều nước để học hỏi, tiếp thu và trải nghiệm những nguồn tri thức mới, vận dụng khả năng sáng tạo và thay đổi tư duy để có thể tạo ra đứa con tinh thần của mình. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã và đang trong quá trình hoàn thiện Sifon, nhưng mà một điều chúng tôi tự hào thêm đó là Sifon đã được Mỹ công nhận là chiếc điện thoại của Việt Nam sáng chế cũng như là mang thương hiệu Việt trên toàn thế giới. Để làm ra được cái Sifon thì đương nhiên chúng tôi khá là hài lòng về sản phẩm của Sifon. Còn về nó có tốt hay không thì tôi nghĩ là phải để cho khách hàng trải nghiệm và khách hàng sẽ trả lời câu hỏi đó. Với khát khao đưa lĩnh vực công nghệ của Việt Nam lên một tầm cao mới, Đoàn Công Trung đã tạo ra dòng điện thoại thông minh mang tên Sifon. Chiếc điện thoại sẽ được sản xuất và lắp ráp 100% tại Việt Nam, từ phần cứng cho đến phần mềm. Dự kiến sản phẩm sẽ được ra mắt vào giữa năm 2018. Cho dù tôi mới 21 tuổi, nhưng tôi nghĩ rằng độ tuổi nó sẽ không nói lên được nhiều vấn đề khi mình làm công việc gì. Mà quan trọng đó là sự nhiệt huyết, sự quyết tâm, sự nghị lực và lòng đam mê. Thì nó sẽ vượt qua tất cả mọi thứ rào cản và xung quanh. Một câu nói mà tôi luôn luôn trong đầu của mình và đó cũng chính là câu slogan của tôi, đó là không quan trọng bạn là ai, quan trọng bạn làm việc gì. Có nghĩa là không quan trọng bạn ở vị trí nào, không quan trọng bạn sinh ra ở hoàn cảnh nào, quan trọng bạn làm được gì, có nghĩa là bạn có sản phẩm gì trong tay, cũng như là cái con đường mà cái mục đích cuối cùng của bạn đã có cái gì. Bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chàng trai trẻ ngày nào còn bán kẹo dạo, nay đã trở thành nhà sáng lập ra dòng điện thoại thông minh Sifon. Liều lĩnh chọn cho mình một con đường đầy chông gai để khởi nghiệp, Đoàn Công Trung muốn lan tỏa đến giới trẻ sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với thách thức để cho ra đời sản phẩm công nghệ do chính người Việt tạo ra.
vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi